Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2022 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long cũng lên xuống không nhiều. Cụ thể là ở khu vực miền Tây thì giá thanh long về giữa thì hàng loại 1 đang có mức chấp động từ 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Loại 2 thì đang có mức chấp động từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký. Và loại 3 thì đang có mức chấp động từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thanh long ruột trắng hàng đẹp đang có mức chấp động từ 7.000 đến 9.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng vườn thanh long, đẹp là xấu xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không. Còn tình hình giá thanh long hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 8, 9, 10, bò sàng là 6, 7, 8, còn bò muso thì đang có mức giá đồng từ 4.000 đến 6.000 đồng một ký. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn thanh long đẹp hay là xấu xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không, và tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng một ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 9.000 đến 12.000 đồng một ký, loại 3 thì đang có giá đồng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký, hàng VIP thì đang có giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình giá thanh long cũng như các loại nông sản khác thì có thể tăng thật là mạnh trở lại để chú quý bà con nông dân mình có thể yên tâm và còn có lãi. Còn với tình hình giá thanh long như thế này thì bà con nông dân mình cũng vẫn chưa có lãi. Vì hiện nay giá vật tư nông nghiệp, giá phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh thì vẫn còn đang ở mức giá rất là cao.